bên em nhớ những lúc bên anh, lúc ta còn say đắm tình, em trôi trong mơ mộng, hồn nhiên từ trong đôi mắt. Đêm ấy cũng giống trăng vàng soi cuối đường, thế nhưng đôi ta bây giờ đã khác xưa. Mùa thu rơi những chiếc lá tiếc cho giấc mơ chúng ta từ đây uống tàn. Em giấu nước mắt trong tim, nhìn đôi mắt anh một trời xa vắng. Rằng mình chia tay nhau để anh bước đi trên con đường anh đã chọn. Em vẫn sẽ mãi yêu anh dù em biết anh đã quá xa rồi. Em đưa tay cô níu lấy yêu sâu mối tình. Em không tin đôi mình đã khác xưa. Trong tim nhìn đôi mắt anh một trời xa vắng. Thà rằng mình chia tay nhau để anh bước đi trên con đường anh đã chọn. Em vẫn sẽ mãi yêu anh dù em biết anh đã quá xa xôi. Mà cho đến tận bây giờ khi mà bắt đầu làm chương trình một cái đêm diễn của mình thì mình lại có thể rung như vậy. Và mình cảm thấy mình rất là hồi hộp. Phải nói rằng là cảm ơn tất cả những tình cảm của quý vị và các bạn đã dành cho Mỹ Tâm. Bởi vì nhờ có tình cảm đó nên Mỹ Tâm mới nghĩ ra được rất là nhiều điều để có thể thể hiện trong cuộc sống cũng như trong âm nhạc và nghề nghiệp của mình. Đối với chương trình Gửi Tình Yêu Của Em, Mỹ Tâm xin được chào đón tất cả quý vị đến với chương trình đặc biệt hôm nay.
Xin cảm ơn tình cảm của quý vị.